nằm bụi cỏ đó anh Dũng ơi. Nè nè cầm nè. Rồi. Rồi, cọc này từ cọc này tới cọc nào? Từ cọc này ra băng lên đụng con gạch đó nó giáp giáp gạch đó. À, giáp gạch bên kia. Vâng. Dạ. Rồi cái bên đây. Ra ra bên kia tới cái dừa không? Thì cái dừa nằm bên kia đừng chút tôi chạy tôi chỉ rồi, đường bên kia đó. Rồi chạy bên kia, còn đây. Đây là từ cái chỗ này là của người ta cũng mấy này. Không, từ con... đây này nè. Thì nó có đường đi ra bây giờ sao đi? Rồi con đường. Nhưng mà cọc ngọc ngoài này nó nằm thẳng đây luôn hả? Ờ à, thẳng luôn vậy. Ra, ra thấy cọc luôn phải không? Ờ ra ra thấy luôn. Rồi. Đó. Rồi cái đường này đi từ cọc này thẳng ra ngoài chỗ cục điện kia đúng không? Ờ thẳng vậy đó. Thẳng ra thẳng cái cục điện. Nó đường này nó ra ra vậy. Rồi, từ cục điện từ đó qua đây là bộ, mấy mét ha? Ở 3 mấy mét, mét rưỡi hoặc 4 4 mét vậy hầu rồi đó mua nó vậy. À. Rồi tôi đi ngay chỗ này là tôi chỉ mọi miếng đất này nó có một cái đường đó, đây đây đó, đây chỉ, nè. Chỉ lại cái đường. Cái đây có cầu không? Phải cái cầu không? Không, người thì người ta cắt sao sao cắt thành nữa. À. Vậy là mốt mình lấy mình làm đại đường mình dời bỏ cái đống này ra. Bỏ cái này. Kêu ta dời đi đúng không? Đó. Cái cọc đây. Tủ. À đây cọc đây tới đây phải. Nè cái trụ của nó chôn nè đúng ra. Rồi đi theo. Đúng ra chôn cái trụ này đặt nè, nó nhổ là nó chôn cái trong này đúng nó chôn này mình chôn rồi lố ra đang trụ á. À của mình là bên kia đúng không? À của mình là mé trụ góc đâu trước đây. Mé đây. Đó. Rồi. Đó. Rồi cái băng bằng thẳng bằng kia. Bằng thẳng là ra quả. Từ đây qua đây 3 mét rưỡi hả? 3 mét 3 rưỡi thì tôi không rành. Giữa. Hả? Thì đã nói đã người ta nói 3 mét hay 3 mét rưỡi ai nó đụng ngay nhà. Từ cọc này. Cọc này không biết rồi. Cái miếng này người ta mua có giấy